Rồi, anh em mình sẽ cùng đi trải nghiệm kèo cộng 7 cao nhất server Dota Mà Tho. Trời ơi, quá khủng khiếp. Mà Tho, hiện tại chỉ số của Mà Tho 112 thì sẽ là 123 của chỉ số cộng 7. Xem nào, Mà Tho này có xếp vào team nào cho nó tối ưu nhỉ? Ngoài Mà Tho ra thì đây cũng là kèo 23 Toti mới nhất và duy nhất cộng 7 của server mình. Kêu hết là đẹp. Bỏ Gulit đi á. Bỏ làm chi? Rồi, Mà Tho sẽ được đá ở vị trí xe M đi. Xe M để chúng ta trải nghiệm được tối ưu cái khả năng sút của Mà Tho. Theo cho lên hàng công á. Quẩy theo RM 124 đấy. Hay là để theo? Để theo lên đây tạt nhá. Mình trải nghiệm sút sao bằng theo luôn. Mà Tho này sẽ có số sao là 5 sao, đồng nghĩa với chúng ta có thể làm được Bola Sea Flick. Về Mà Tho thì anh em đánh giá cao với khả năng tranh chấp, phải pressing và khả năng sút xa nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng hơi khoai đấy. Thôi chúng ta làm vài game đi. Liệu Mà Tho sẽ có những cú sút trái phá anh em, hay là những pha dứt điểm trái sườn không đây? Ok, tôi thấy là Thông có để Radford ở đây là cho nó ý định nó đập lên 8 tặng tôi rồi. Gì lắm. Game cộng 1. Ôi sợ gì. Ai cần cộng 7 không handicap lắm đâu. Sao phải sợ nhỉ? 3 cái handicap. Ôi. Ôi lâu lắm mới thấy Zinola ấy nhỉ. Tuyệt vời quá. Ôi, ai vừa siêu cản phá vậy? Như là Paolo Maldini. Shevchenko, ôi dồi ôi. Theo khi mà chúng ta đẩy lên vị trí đá cánh thì cũng chỉ bị giảm một chỉ số thôi. Ui. Lỗi rồi. Đây rồi. Mà thúc. Ôi. Quả này nó không, còn không vào nữa thì quả nào vào đấy men. Quả này còn không vào. Quả 99 con mèo. Ui, cảm ơn đường nhá. Mà thuốc. Trời ơi. Tôi nhìn thấy Mà thuốc rồi, Tôi thấy này. Thấy Mà thuốc này. Vẫn chưa có bàn thắng cho Lâu Tha Mà Thuốc. Hai cú sút rồi. Ui, là người rất bỏng á. Căn bản. Anh người đỉnh cao. Chưa bàn thắng nào nhỉ? Cho nó giảm đi chứ. Đây, một con icon thôi. Chứ đá nhiều icon nó đì tay lắm. Để xem trận đấu này khi mà mình đã cho hết icon ra rồi thì Mà Tho sẽ có màn trình diễn như nào. Ôi. Rất nhiều đường chuyền. Mà thuốc. Ôi, vẫn chưa được. Vẫn chưa có bàn thắng cho Lâu Tha Mà Thuốc. Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Thôi, chuyện quá khứ mình bỏ đi, phải nhiều quá mất hay á. Mà thuốc. Ui. Đây rồi. Khi chúng ta đã gỡ bỏ những gánh nặng, những kèo icon cộng 7 ở trong đội hình ra thì Mà Tho bắt đầu có những cú sút trái phá rồi. Lô Tha Mà Tho, một pha sút trái phá. Tỷ số được mở 1-0. Bây giờ những màn trải nghiệm bắt đầu này. Khi mà mình chơi game mình phải tư duy cả chiến thuật của đội bạn anh em ạ. Nhìn theo thói quen xong rồi mình phòng thủ. Lúc đấy mình mới gọi là một pro player được. Đấy, người ta chuyển về này, xong chuyển tiếp này. Đó, lại chuyển ngang này. Rồi xong người ta sút luôn. Không thể tin được là không bàn thắng Dương Hoàng trong chiến vừa rồi. Vâng, rất đáng tiếc đồng đội, tuyệt vời đến được. Nè. Vẫn không sao, vẫn control.
bàn tiếp này. Tiếp tục là một cú sút tiếp theo của Ma Thút. Anh ấy đã bắt đầu ghi bàn. Rồi. Rút bỏ xiên xích này. Chuẩn bài luôn. Hải truyền tiếp này. Cao Khe này. Đấy này. Thấy không? Xong. Cao Khe này. Hat-trick Fusion. À! Đây rồi. Hat-trick cho Ma Thút. Yes. Ông thấy chưa? Bỏ cái gánh nặng đi nó khác liền à. Dính mấy cái kèo KK vô đá nặng hết cả chân rồi. Còn này bạn sẽ xử lý vạn sút luôn này. Đấy tôi biết mà. Nên tôi đã đưa Manini vào CD. Hãy cùng theo dõi. Em gần luôn. No. Băm luôn. Uầy. Đường bóng đi nhẹ nhưng khó chịu. Theo rằng cánh nào cánh phải. Đường đang được thực hiện rất tốt. Vâng, những đường truyền rất mượt. Chỉ để họ cố liên kết và dễ dàng tìm thấy nhau trên vậy. Đây rồi. Trời ơi. Một cơ. Uầy. Cảm giác Ma Thút đã bay nhỉ. 4 bàn cho Ma Thút. Nó nhìn rất chú. Ui, Ma Thút vẫn ngon nha. ECM đi. Ôi nhưng mà quên là Icon thôi. Nhà nào đỡ đỡ không ta? Cầm à? Lên tham nhỉ? Ôi theo trận này chéo chéo rồi. Rồi tham tí trận này tham tí Crespo xem nào. Hai, ui thế là 3 Icon rồi. Thấy rồi. Mà thôi. Đấy liền. Ờ, phá bớt anh quần nữa thôi. Đảm bảo cân cao quá. Rất tốt. Úi trời ơi. Uầy. Wow. Cảm giác từ trận thứ tư đổ đi mà Ma Thút đá kinh ấy nhở. Uầy, một đường xoay người. Đó là một pha biểu diễn. Điều chuyện đó thật tuyệt vời. Ủa. Nớp làm sao được với tôi. Không bao giờ nớp chọc khe được. Chuyền bóng lại. Chọc khe mãi đỉnh. Khả năng chọc của tôi là rất là đỉnh luôn đấy. Nên là có nớp đi chăng nữa thì trong bóng tối tôi còn chọc chuẩn nữa nè. Họ đã quyết định thay người. Vị trí đó sẽ được thay đổi. Đó. Có pha thay người đỉnh cao của thầy Quang. Huấn luyện viên Vũ Cơ Quang đã đưa Rô Béo vào. Và một đường truyền của Ma Thút là quá đủ. Ôi! Sao mày có thể né bóng được vậy Donnarumma? Ôi! Hai bàn đánh đầu à? Ôi, tôi đã trở thành một con người thực rộng. Một đường truyền cực kỳ đỉnh cao của Theo. Uầy, Theo trận này 8.1. Ui, ơ à. Ui, xong vào. Ui, bơm quả bóng kìa. Đây là Lota Ma Thút. Là căn bản. Peter Schmeichel, một người bay nhảy rất tốt nhưng cũng không thể cần phá được một lần trong sự nghiệp ZD của Ma Thút. À! Yes. Ma Thút bật cái gọi là cháy. Và chúng ta sẽ trở lại với sân vận động Santiago Bernabeu để đến với hiệp 2 của trận đấu. Có cơ hội ngay bây giờ. Kick off. Mặc dù trận đấu này Ma Thút phong độ cắm ngọng, nhưng đã có cho mình một cú đúp. Đó là một pha biểu diễn, đường chuyền đó thật tuyệt vời.
Trời ơi. Nghiệt cái nó á. Một trận hat trick thật là khó hiểu của Ma Thút. Khi phong độ của anh đang là cắm ngạm xuống. Ace. Trời ơi. Cú sút đẹp mắt của tôi. Vẫn có hat trick cho Ma Thút. Quá hoàn hảo.